Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn móc hộp quà trái tim. Mình móc bằng sợi t-shirt, nhưng mà nếu như các bạn mua được cái loại sợi vải dày hơn thì móc nó sẽ đứng dáng hơn là cái loại t-shirt này. Thì mình móc thì nó hơi bị nhẽo. Cái sản phẩm mà mình làm ấy là kim số 6 nên được một hộp quà nhỏ thôi. Còn các bạn muốn làm hộp quà lớn hơn thì dùng kim số 10. Đấy, và loại sợi vải nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu tạo một nút trượt này. Với 17 bính. Hàng thứ nhất thì móc 8 mũi đơn. Rồi móc 2 mũi bính. Móc 7 mũi đơn. Mũi cuối cùng thì ta móc 3 mũi đơn trong cùng một mũi này. Và nhớ là ẩn cái nút đầu tiên, nút trượt ấy, đầu tiên ấy, cho đẹp sản phẩm. Móc 6 mũi đơn. Bỏ qua 2 mũi. Móc 6 mũi đơn. Mũi cuối cùng của vòng 1 thì móc 2 mũi và móc 1 mũi trượt để kết thúc. Hàng thứ 2, 1 mũi bính và 3 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc 8 mũi đơn. Móc 2 mũi bính và móc 8 mũi đơn.
móc 3 mũi đơn trong một mũi. Rồi móc một mũi đơn ở mũi tiếp theo. Rồi móc 3 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc 5 mũi đơn. Bỏ qua 2 mũi. Tiếp tục với 5 mũi đơn. Hai mũi cuối cùng thì móc 3 mũi đơn trong một mũi đầu và mũi cuối thì móc một mũi đơn. Và móc một mũi trượt. Kết thúc hàng thứ hai. À, hàng thứ ba móc một mũi bính. Móc 3 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc 10 mũi đơn. Móc 2 mũi bính. Rồi tiếp tục móc 10 mũi đơn. Móc 3 mũi đơn trong cùng một mũi này. Rồi móc một mũi đơn ở mũi tiếp theo. Móc 3 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc 7 mũi đơn. Bỏ qua 2 mũi và móc 7 mũi đơn tiếp theo. Móc 3 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc một mũi đơn ở mũi cuối cùng và trượt một mũi. Kết thúc. Hàng thứ tư. Móc một mũi bính. Móc 2 mũi đơn trong cùng một mũi.
móc 12 mũi đơn. Hai mũi bính và 12 mũi đơn tiếp theo. Móc 2 mũi đơn trong cùng một mũi, móc 1 mũi đơn, làm 2 lần. Rồi móc 2 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc 7 mũi đơn. Bỏ. Bỏ qua 2 mũi. Móc 7 mũi đơn tiếp theo. Móc 2 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc 1 mũi đơn. Móc 2 mũi đơn trong cùng một mũi. Móc 1 mũi đơn. Trượt một mũi. Sau khi trải qua 4 hàng móc thì chúng ta đã có được 2 phần bằng nhau. Ở phần làm phần đáy của hộp quà ấy, một mũi bính. Sau đó quay đầu lại và dùng mũi trượt để móc toàn bộ các mũi, kể cả 2 mũi bính ở phần nhọn. Sau đó thì 4 hàng tiếp theo làm giống như là hàng 7, hàng 8, hàng 9, hàng 10 của phần làm nắp hộp. Thế bây giờ thì mình hướng dẫn cái phần làm nắp hộp. Thứ 5 của phần làm nắp. Một mũi bính. Sau đó móc các mũi đơn. Cho đến khi đến cái phần nhọn ấy, thì vẫn móc 2 mũi bính. Rồi lại tiếp tục móc các mũi đơn. Đến cái phần mà bỏ qua 2 mũi ấy, thì cũng vẫn bỏ qua 2 mũi nha. Rồi móc tất cả các mũi đơn còn lại. Và là một mũi trượt để kết thúc hàng thứ 5. Hàng thứ 6. Móc một mũi bính và không quay đầu nhé, mà trượt hết tất cả các mũi.
hàng thứ bảy, thứ tám, thứ chín thì một mũi bính đầu tiên, sau đó toàn bộ là các mũi đơn và dùng mũi trượt cuối cùng. Hàng thứ 10 này là hàng kết thúc sản phẩm. Một mũi bính, sau đó trượt tất cả các mũi đi vòng quanh hàng để kết thúc sản phẩm. Dùng kim lấy cái mũi cuối cùng đó ra phía đằng sau và trượt một mũi. Cái cách mà dùng kim mũi cuối cùng để đưa mũi cuối cùng nó ra đằng sau ấy, thì mình áp dụng tất cả cho các cái hàng trượt mũi nhá. Đáy của cái hộp quà ấy, thì các bạn áp dụng tương tự từ hàng số 7, số 8, số 9 và số 10. Đấy, của cái phần nắp này. Mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhớ đăng ký, chia sẻ cho mình để mình có thêm động lực làm thêm nhiều mẫu mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.